Ok, nhớ nhưng mơ lại cái nạn và cả fabric material. Nhưng là việc thì mỗi cứ dùng bậc for all chia lại cái nạn về thi xa chả. Ok, chúng cái này nhắn dùng pick material bỏ dùng mỗi đi. Ok, những cái này nhắn material này dùng cho một cái nông bị mẹ đi mất thì chơi slot scroll cho khóm vô for all. Ok, nhớ nhận khơi những cái này đi. Chúng ta render mở bán, nhưng preview render máu. Chúng cái này cứ bị show nữa lên này. Nữa là Material Editor. Ok, nhưng cái này nó nhận đồ P Pendant Dexular. Và là lấy tôi chỉ Fresnel. Nhưng cái này for all cứ tận tượng cho mình nóng Fresnel. Fresnel cứ dùng là lửa kiếm kiếm nít sổ sổ nè. Nhưng mà khang lửa này bọc màu nóng cứ nơi cái ta để vì mưa tôi chọn cái này. Sổ sổ này cứ bên này cái này kiếm kiếm tay bạc. Ok, nhưng ta lấy cái chỉ cả control mix blend vi chỗ kia. Nhưng ai review vi mà bị dùng review tới cái khơi như vậy. Nhưng ta lấy mỗi cứ smart mùi cho phí. Ok, nhưng những bài hiện không mà nhìn hai lại bỏ số nữa kia này. Nhưng dùng vô mùi cho phí đã brand mùi cho phí brand. Ok, chương trình mà vĩnh dùng những chiếc teacher slot để dùng gặp nó vô Fresnel. Họ dựng ai bật cả reflection ở bên đây tới. Đã reflection mình tích. Họ dựng bật thôi cả lô xin này. Bộ vía sau chút bấm những khơi miền này. Phiếp trang bộ vía highlight 4. Ok, những vía dựng bật thôi mình tích. Những dựng khơi bỏ xô phùy phùy này. Đâm nặng ai phùy phùy này kinh kiên này. Họ bật dựng mơ là bây giờ những khơi bỏ này. Dựng scroll cho khổ máu. Vô cái Bending Teacher Mode này đã chia Custom. Chốt cái này vô biệt ha Color. Ok, những viên nâng preview này lớn này. Cứ preview follow cái này. Hãy off viên khám ảnh hóa. Ok, nếu chịu thị xác dùng phở lạc nạp for all. Giống dùng phở với thị xác mấy mùi tiết. Cứ dùng phở cao Material mùi tiết. Thế ta xin layer giống như chạm Material nâng mà lớn này. Cho từ cái stock này sẵn. Ok, dừng chạm material mấy này bị lửa này. Dừng đi chìm material thầm mấy. Dừng ai start render đại mắt. Ok, dừng color bỏ viết là một phép bánh. Dừng tật lẹ color bỏ viết không ai mắt. Chừng cái này dừng ai đã reflection được mình đấy. Reflection màn tích mắt. Họ dựng ở lại viết sâu lên chút buồn. Ok, chân bàn cái này nhắn hóa dựng thì ok, dựng mưa cho khẩu máu vô biệt. Nhưng xin, dựng xin ở miền đó dựng cho bạc at one option. Xin layer. Nhưng ta làm color with the soul. Nên nó dựng khơi. Ok, biến ta lẹ cái lỗ xin nế. Cứ việc căn tại trơn, những cái lô xin này việc căn tại tiếp. Cứ việc highlight căn tại khăn. Nhưng cho xôn cho những bốn, cứ việc bật thôi bình. Vậy những ai bật thôi bỏ xôn bình, tích bình tất là mình bật thôi color bởi vì ở đây bị chỗ này. Ok, những này chỉ material fabric. Hay là highlight, ok. Chẳng cái này những ai bật thôi cái lô xin này bởi vì thích đừng bởi vì căn tỏa miền này chẳng. Vì chỉ option tạo tông cho mỗi nông vật material để dân phân này có lành cầu xin này. Ok, những video nó cứ dùng mình bằng năng.